đẹp, con đường đẹp của Buôn Ma Thuột. Rồi anh chín ơi, anh hiệu lại nhé. Bao nhiêu ở trên? Cục đường, trục đường này, trục đường chính hả? Đoàn kết giùm em. Tâm Cam có dịp về Buôn Ma Thuột mà được người em dắt đi ăn bún chìa lần đầu tiên. Bún chìa nghĩa là cái cây ngay cái giò chìa ra đây nè. Mà cái này là gọi là chìa nhỏ thôi á, phải rồi, không chìa em? Chìa tâm đấy chị. Yeah. Đặc sản của Buôn Ma Thuột nha. Đây. Món bún cuồn. Bún chua, bún chua. Bún chua. Đầy nghịch khác. Hát sao đừng nói tới đủ. Không kêu nữa. Em về Việt Nam mới có 3 tuần mà lên tới gần 5kg rồi, 4kg mấy rồi. Trời ơi, chịu không nổi. Ôi trời ơi. Ôi cha. Ôi trời ơi. Ngon nha. Chắc tôi xỉu quá. Dễ sợ. Nhiều đấy, mua cái này nha. Chị xong có lấy chồng được không vậy? Chồng tính sau nha. Thật ra ăn tô bún này mình ăn cái cây chìa này xong là mình cũng đủ rồi đó. Chà chà, cái miếng nước mắm của người Thổ Địa ở đây nha. Chị nghĩ mắm của em ngon hơn là vì là mắm mặn. Mắm mặn luôn, ừ, mắm mặn với có xíu chanh phải không? Trời ơi. Không còn gì để nói. Em đi ăn đồ review cũng rất là nhiều nơi, nhiều chỗ. Lần đầu tiên mà có cái cảm giác để cầm cái... Đúng rồi, lần đầu tiên ăn kiểu như vậy luôn á. Cái chìa này ngộ lắm. Trong cái cơm con heo thì em cũng biết nó là cái gì. Rất là ngon. Nó nằm ở chỗ nào Moon? Moon nói là nó nằm ở chỗ nào của con heo? Bắp đùi trên chị nha. À, bắp đùi trên. Bắp đùi trên. Dễ sợ. Mà trong cái nóc họng em nó tràn luôn á. Sướng. Ăn cái chìa này sướng á. Cho mỗi ngon không à. Tấm thấy tấm ổn với một cây chìa không? À, coi mọi người coi bún măng à. Bún măng nè. Bún măng cái bún nè. Ăn quá cái kìa. Sáng nay tụi em có dự định là đi ăn bún riêu. Mà thì bún riêu nào cũng đóng cửa với hết. Cho nên là nhờ vậy em có cơ hội thử cái chìa. Thì ở đây nó thì chứ măng gì các thứ ở miền núi mà mọi người thấy không, ăn đồ ngon đồ non. Em ăn cả đũa măng á, chứ vô trong miệng em mà chả có cái chướng ngại vật gì mà gọi là nó mềm không? Hay là ăn nó giòn đó. Nó giòn ở đây măng non. Ở đây muốn chìa mình ăn như một tô vậy. 70.000 một tô chìa nha. Trời ơi, chỉ có 70.000 một tô à, thôi. Khoảng 3 đồng hơn, 4 đồng hết. Trời ơi, chỉ có 70.000 một tô mà rất là sướng cái miệng. Nếu mà em ở đây chắc ngày nào em cũng phải ăn cái này quá. Ăn 3 bữa luôn cũng được.
là em chìa luôn á, là em thành cái bắp đùi trước của con heo luôn. Dễ sợ. Thôi chắc là em chào mọi người ở đây nha, rồi để chị em ăn cho nó hết cái tô bún này, rồi có cái gì đẹp đẹp hay hay ở Buôn Ma Thuột em sẽ quay và review cho mọi người coi nha. Chắc chắn sẽ có nhiều cái nữa. Chào mọi người. Giới thiệu với chị, đây là cái khu làng Akoe của người đồng bào AD tại Buôn Ma Thuột Đắk Lắk mình nha. Ở đây là một trong những khu đồng bào người giàu nhất của Buôn Ma Thuột, có nghĩa là thuộc về người đồng bào nghe. Dạ, và cái làng này là cái làng mà đa phần là người ta toàn bộ gia đình con cháu đều là Việt kiều Pháp. Trời ơi, dạ, chị phải coi quá. Quay những cái nhà sàn nha, họ vẫn giữ những cái nhà sàn, nhưng mà kế bên đó là có những cái nhà xây hoặc là nhà hiện đại hơn, còn nhà sàn họ vẫn giữ cho chị nha. Nhà sàn 2 tầng đàng hoàng. Dạ, dạ đúng rồi, hồi nãy đi ngang qua có cái nhà gỗ chị thấy không? Đó, thấy. Dạ, họ có xây nhà thì họ vẫn giữ được cái nét mà gọi là cái truyền thống của dạ, họ. Dạ, cái truyền thống của họ là cái mái chị thấy cái mái rồi đó. Đây là đó, đó. Dạ, dạ, dạ. Nhà 2 tầng á. Dạ. Dạ, nhà sàn. Dạ. Cái này là chỉ một khu thôi, còn cái xíu này. Đó, bên trái kia, bên phải kia sẽ có một cái khu khác nữa. Dạ. Đa phần ở đây là thường đồng bào mình là hồi đó là bây giờ con cháu toàn là đi Việt kiều Pháp nhiều, Mỹ nhiều đó. Nói chung là số người dân tộc AD ở đây họ vẫn giữ lại cái nét văn hóa. Dạ. Họ giữ lại ngôi nhà sàn của họ rất là đẹp. Cũng hay, giàu có gì giàu có chứ cũng không có quên cái nguồn cội nguồn của mình. Mặc dù bây giờ gia đình là nghe bé Thương nói là đa số là Việt kiều Pháp, Việt kiều Mỹ. Con cháu hiện tại là 100% là ở bên đó hết. Dạ. Nói chung ở nước ngoài đó mà vẫn giữ lại cái văn hóa chính là ngôi nhà sàn rất là hay. Còn đây là cái con đường xuống dốc của mình chuẩn bị vào khu làng Akoe. Dạ. Khu sinh thái Akoe mà cũng là cái làng giàu nhất của người dân tộc. AD. AD. Dạ, AD là. Thường thì giống như là như người Kinh mình đó mà nói chuyện thì mình nói ồ đây là người đồng bào hay gì đó. Còn đó còn dân tộc là mình nói theo cái kiểu mà của truyền thông đó. Chứ còn thường thường là họ vẫn thích cái từ đồng bào hơn. Dạ. Để mà giống như là nó không có một cái gì đó phân biệt chủng tộc á chị. Phân biệt chủng tộc đúng rồi. Đây. Bên tay phải mình là Ako Yong. Mà mình thì bên tay trái nha. Bên tay trái này cái hẻm nhỏ nhỏ này. Bên tay trái này, tay trái, anh đi lên tay trái bên kia kìa. Mình quay lại đúng không? Rất là mộc. Cái này là cái mình đi tìm. Tấm cám đi tìm cái cảnh này. Đẹp quá. Như ý muốn luôn á. Về là đi tìm những cái này nè, rất là mộc. Nhà sàn, ao cá, đúng luôn, mát mẻ. Nhưng mà gì thì cũng cảm ơn Thương Moon, một cô em rất chi là Sài Gòn. Nhưng mà sau Covid thì em ấy về Buôn Mê. Gia đình ở đây và em cũng đã thay đổi gió. Bây giờ thì chúng em công tác ở nước ngoài rất là nhiều, đi đây đi đó chứ cũng không có chính ở Sài Gòn. Sau Covid thì không còn làm ở Sài Gòn nữa, đi về đây lại là những chuyến công tác ở nước ngoài. Trời ơi hay quá, đẹp quá Thương Moon, cảm ơn em Thương Moon ơi. Lên cái đồi chết thì trời ơi. Bé Thương cũng có thể nói là một người em hướng dẫn viên của Tấm Cám. Thật ra nói vậy chứ cũng xin lỗi em, tại vì em rất là nhiệt tình để cho chị biết cái khu này. Trời ơi giấc mơ cha pin luôn đó.
giấc mơ thành hiện thực. Với các cùi dân tộc Tây Nguyên và đặc biệt các giọng ca đại ngàn của các chàng trai cô gái của Tây Nguyên chúng ta. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn quý vị các chị rất nhiều trong suốt thời gian qua đã cùng đến với Aquae. Để đáp lại những tình cảm ưu ái của quý vị thì vào các buổi sáng từ ngày mùng 2 đến mùng 9 Tết, những hình ảnh của quý vị khi đến với Aquae chúng ta sẽ cùng được lưu lại với các anh chụp hình rất là chuyên nghiệp tại Aquae ngày hôm nay. Thì quý vị chúng ta ở trang Facebook. Đồng bào ED hay hơn người dân tộc đó ha. Lớp lớp đại gia đình mà.
mua gì? Đừng mua để chị. Hello đại gia đình, đây là đặc sản của làng Akoe, cà phê Buôn Mê Thuột. Cà phê Buôn Mê Thuột và có những món ăn ngon đó là đó. Đặc sản đây là bò, bò một nắng chấm muối kiến vàng. Là con kiến vàng thật sự luôn nha, nó có cái vị cay cay the the của con kiến đó. Thay vì giống như là mình ăn, mình đi cao nguyên mình ăn kiểu như là chẩm chéo là mắc khén hạt dỗi đó, thì ở đây người ta ăn kiến vàng rất là ngon. Bây giờ em review ăn miếng cho mọi người coi nha. Đi mấy chị em mình thử đi. Dạ, em thử luôn, thử luôn đây chị Vân Trang. Mình ăn kèm với lá chanh nha chị hả? Ở chắc mẹ chị chấm miếng tương ớt để cho nó dính dính cái dính mấy con kiến vô. Dạ đúng rồi, kèm với cái lá chanh đó. Vậy đi, chị ăn đi anh. Ôi ơi, trời ơi, cái vị thơm á, cay cay, cay the, cay nồng nồng, nhưng mà trước đó là thơm. Bò có ngọt không gì? Kho bò, nhưng mà em là ở xứ bò mà. Bò Canada với bò Úc là nổi tiếng trên thế giới đúng không? Nhưng mà em có thể nói đây là chuẩn luôn, không cần chỉnh. Vì là bò một nắng, mềm, thịt mềm, trong cái miệng mình không cần phải đồng nhai gì đâu. Đó, lá chăm chăm tôm và kiến. Ôi, có thể nói nếu như đứng hạng nhì không ai giành những đứng nhất. Buôn Mê à, đúng rồi. Ờ, okay. Nếu có dịp thì mình phải đi khám phá khu du lịch Akoe. Hôm nay em chỉ lá chanh họ sấy giòn. Mất một cái mà em không được hưởng ở đây là em muốn ở lại cái homestay ở đây. Mấy cái lèo nhưng mà fully booked rồi, hết phòng rồi. Thôi hẹn lại khi khác vì thời gian em có hạn mà. Mọi người thấy không, em ngồi ngay cái hồ này nó cũng có cá koi kìa. Đẹp chưa? Cá koi đẹp chưa? Lấy cho anh chàng đẹp trai đó lấy rừng cho mình rồi. Đó, chỗ thấy cá koi không mọi người? Ngồi đây mà cũng có thể thưởng thức đó. Chút xíu nữa mình sẽ review cái sầu riêng này nha. À, đặc biệt đó. Sẵn nói cho đại gia đình mình nghe nha. Cái đó là đặc biệt. Đây rất là đặc biệt. Bởi vì sầu riêng này là trái mùa. Trái mùa. Dạ. Mình ăn trái sầu riêng này cũng trên cả tuyệt vời đó. Cái này là sầu riêng rụng đó. Sầu riêng rụng mà cái sầu riêng này là chỉ có ở địa phương thôi. Dạ. Mình xuất ra ngoài không được lý do không có đủ để cho cái người dân ăn đó, nha. Dạ, không đủ để mà cái nhu cầu người địa phương ăn nữa, lấy đâu ra bên ngoài. Nhưng mà em cũng lucky là em đi với thổ địa ở đây nè. Đó, đi với thổ địa ở đây. Thổ địa ở đây là giới thiệu cho em. Đây. Một chai 1.5 triệu. Dạ. Không ăn ơi. Chưa. Đi hồi cao tham quan thì là một công khu du lịch gì đó. Sẽ về là không có về bản sắc đậm đà đậm như đêm tỏ ra. Thì do đó thì có cách đây khoảng 10 cây. 10 cây. Cái hồ E cao hồ E cao đó thì cái giờ mở cửa tới mấy giờ? Lúc nào cũng mở. Ngày đi đẹp nhất sẽ là vào 4 giờ chiều. Chị cảm ơn em. Em trai cũng là một thành viên trong quán cà phê này, cho nên là cũng mình lucky lắm. Sáng nay đi vô chỉ nghĩ là uống ly cà phê thôi chứ đâu có biết mà trời ơi hoành tráng. Trong tiếp theo là cây nhà. Lá phượng. Trời ơi, chịu nổi không? Trái sầu riêng này đặc biệt là không phải sầu riêng cắt nha, sầu riêng rụng. Cho nên là ăn ở đây hả em? Hay quá. Ví như là mình không có ở đây nhưng mà mình vẫn tham gia cái đó được. Bây giờ mình review trái sầu riêng trước đi ha, rồi mình nói tiếp nha. Vì nãy giờ em khui ra mà em có chưa ăn. Mà sẵn nói cho đại gia đình mình biết, đây là xứ sở ở đây á, là nãy em hỏi là ô có cái gì đặc sản, có cái gì đặc sản, đó là nói về đồ ăn thôi. Còn nói về bản sắc dân tộc thì có những ngôi nhà sàn rất là cổ, rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt nhất, tâm điểm ở đây là có cô hoa hậu.
Hờ Hê Niê, cô đã lọt vào top 5 của Hoa hậu Thế giới. Yeah. Rất là hãnh diện cho Việt Nam. Cô yeah, cũng là... cái Hoa hậu đại diện cho Bumethuộc. Dạ, Bumethuộc, dạ. Cô nằm trong top 5. Việt Nam có lần đầu tiên đó là được cô đại diện top 5. Đó là sự... Không có chị. Dạ, rất là hãnh diện. Hormone được không? Hormone, Hoa hậu sầu riêng. Dạ. Dạ. Thôi sầu chia đi được không? Đừng có riêng tư nữa, chia đi. Dạ, dạ, chưa sầu chung đi. Mình chia nhau sầu nha. Chị mời em. Công là một loại rượu rất là đặc trưng của Tây Nguyên. Dạ. À, là ông A Ma Công là một người rất là nhiều vợ. Lý do là mình uống cái rượu này là có một cái sức khỏe rất là đặc biệt và cũng rất là nhiều khó. Có một đứa thành 10 đứa. Mà uống cái này vô đặc biệt là đàn ông rất là khỏe. Dạ. Mà nên đặt bà mà ế nha, chị em sẽ là chồng ế. Nhìn, làm sao mà ế được, hai chị làm sao mà ế được. Đó. Em nói thật sự mà, tại vì gia đình em cũng em hai cũng rất là ế. Nhưng mà kỳ này là em chống ế rồi đó quý vị. Dạ.
là nằm ấm và rất là bình tráng nhân ngày đầu xuân. Chúc quý vị các gia đình một năm mới an gia đình vương. Và chúng ta hãy tìm cho mình một phần đồ ăn đầu xuân tại Tây Nguyên. Cái món ăn đặc trưng của Tây Nguyên thật là ngon. Chúng ta rất nhiều với niềm tin của những người đồng bào của Tây Nguyên. Xin mời quý vị. Lên Tây Nguyên chỉ có những ngôi nhà tròn, không còn gì để bàn cãi, rất là đẹp. À, chị ơi, à, Tấm ơi, đây là bậc thang đại diện cho bậc thang tình yêu, cũng là bậc thang đại diện cho bầu sữa mẹ của người đồng bào. Và ở đây người đồng bào mình là phụ nữ là chủ trong nhà, và là phụ nữ là đi hỏi cưới chồng đó. Phụ nữ đi hỏi chồng. Dạ đúng rồi. Là chủ quyền, là chủ quyền trong nhà. Em bước lên cái ngôi nhà sàn này coi em giống như trong vai trò đi hỏi chồng, buy one get one free, mua một em sẽ cưới một người chồng mà được hai bà vợ đó. Đây là cái gùi lên núi, lên nương, lên rẫy. Đây là bản sắc ngôi nhà sàn truyền thống, dễ thương chưa? Dễ thương dễ sợ. 7, 8. Đây là cái bếp mà nơi mà những người phụ nữ nấu ăn ở đây. Về đây cưới chồng quá thì em muốn chinh phục ngôi nhà sàn này thì em phải có một bạch mã hoàng tử. hai chị em thấm cám thì đây giá đó. Đây chị nhìn phía sau mình nè. Phía sau mình đó, đây là những cái dụng cụ lên nương lên dãy của ngày xưa đó. Những người cái nhiều cái nỏ, cái gùi, những cái đó là gọi là cái kèm. Đẹp quá. Nếu mình đứng dưới chụp một con dốc lên nó đẹp. Dạ, đẹp.